Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểm Bến Tre của mình. Đây hôm nay mình ghé nhà bà nội nè, mình quay cho mọi người xem về cây ớt của bà nội ha. Đó, cây ớt siêu to luôn mọi người. Đây là một cây nhá, cái tàn của nó thì rất là bự. Quay một vòng nè. Rồi, đây là cây ớt nó mọc tự nhiên mọi người. Đó. Không biết từ khi nào ha, mọc lên một cây ớt. Xong rồi cũng có tưới, cũng có chăm sóc mà bây giờ nó phát triển đến cỡ này rồi. Trái thì rất nhiều nha. Trái nhiều lắm, mỗi lần hái là 2-3 ký. Đây, trái không có to đâu, nhỏ nhỏ như thế này. Cái trái màu xanh này nè, ăn vào thì nó thơm, nó cay nhẹ thôi. Và nó rất là thơm luôn. Còn cái trái màu đỏ này nè thì nó cay mạnh lắm, cay dữ hơn, thơm cũng nhiều nhưng mà cay. Trái nhiều lắm, tầng tầng lớp lớp chi chít luôn, đảo. Chiều cao của cây ớt này phải tới 2,5-3 mét rồi. Đó. Cái tàn ngang của nó thì cũng phải 1,5 mét rồi đó. Còn đường kính thì mình nghĩ chắc cũng lẻ lên vài mét rồi. Mọi người, tự nhiên mọc lên được một cây ớt ha. Đây là cái gốc của nó này mọi người. Ớt này phải là ớt thân gỗ mới đúng ha. Cái này là từ một cái gốc nha, từ một gốc thôi. Nè, ông cha ông sở cây gãy cho nên ông néo cái thân lại luôn này. Đó, mà thấy không? Quay phía trong này, nhìn cái tàn ở phía trong này. Quá trời là tuyệt vời luôn nè. Một cái ớt mọc tự nhiên mà ăn nó nay gần 2 năm rồi. Ở bên này cũng có một cây nhỏ hơn nè. Bên này là cái hạt nó lên đó mọi người. Đó. Hạt lên này. Cây này. Quá trời là tuyệt vời. Ở đây bà mẹ mình á, bà có ương một số cái cây cây con nhỏ ra. Đây mình quay cho mọi người xem. Đó. Một số cây này. Cây này là bà ương này, ương cái hạt nó lên. Đây. Mình không biết đây là giống ớt gì. Chỉ thấy nó mọc lên rất chỉ là bự. Quay từ xa kìa cây ớt nha. Trong cái khu vườn chôm chôm của cha. Đây mọi người thấy không? Tàn này, nhánh này, xum xuê này. Tuyệt vời luôn ha. Bye bye mọi người ha.